Xin chào các bạn, vậy là chúng ta lại gặp nhau trong nhật ký làm vườn tháng 8. Một loạt các video ghi lại một số công việc làm vườn sân thượng thực tế của mình trong tháng. Tháng 8 dương lịch năm nay là tháng giao thời giữa tiết trời mùa hè và mùa thu. Và có nghĩa là trong tháng này thì vườn sân thượng nhà mình vẫn chưa có sự thay đổi đột phá gì cả. Và rau trái vụ thu đông thì mình vẫn chưa trồng nhiều. Kinh nghiệm của mình là trồng chậm một chút còn hơn là trồng sớm. Vì là chậm thì thường là chắc còn sớm hay đi kèm với sự rủi ro. Tuy vậy thì chúng ta vẫn trồng một chút rau cải đầu mùa nha các bạn. Hãy cùng mình xới qua cái bề mặt của thùng đất này và trồng cải bẹ vô vào đây luôn nha. Thùng cải bẹ màu gà này là mình gieo từ tháng 7 đây ạ. Rau lên cũng khá là ổn. Đợt cuối tháng 8 này là mình sẽ tỉa dần, mình trồng quanh ở trên vườn. Cây nhỏ xíu ạ, nhưng các bạn cứ mạnh dạn dùng xẻng trồng cây đánh cải khóm cây non cùng với đất trồng ra khỏi chậu ươm ban đầu. Và chúng ta sẽ dùng tay trần là trồng cho dễ. Một tay cầm lấy cây lá rau, một tay là cầm xẻng. Lựa như thế nào để cái phần rễ cây nó chìm hết ở bên trong đất là ok. Các bạn cứ trồng gần nhau một chút nha, sau này sẽ có cây được cây mất thì chúng ta vẫn có rau ăn. Như trong video nhật ký làm vườn tháng 7 thì mình đã nói rồi ạ, đợt này làm vườn thì hơi bị hên xui nên là mình cứ làm nhen nhúm, có trồng ạ, nhưng mà trồng ít thôi. Không trồng rau gieo hạt thì chắc chắn là 100% là không có rau trên vườn để ăn. Nhưng mà ngược lại trồng thì 50-50. Trong trường hợp là không được ấy, thì chúng ta sẽ ngậm ngùi chúng ta trồng lại. Vẫn tốt hơn là không có rau ăn, đúng không ạ? Thế là xong ạ, mình đã trồng cây non ra được một cái thùng đất mới. Các bạn hãy cùng mình thu hoạch rau trái trên vườn luôn nha. Mình sẽ cắt rau bí đỏ trên cái thùng đất này để xào tỏi nha các bạn. Không biết đã bạn nào trồng rau bí kiểu như mình chưa? Đơn giản lắm ạ, khi mà các bạn bổ một quả bí đỏ ra hay là bí ngô ra để ăn nhá, hãy giữ lại hạt tươi của nó và mang lên vườn gieo túng tụng vào một thùng đất trồng. Và rất nhanh sau này những cái cây bí non này nó sẽ dài dần ra. Mình không để chúng leo dàn thu hoạch hoa quả như là bình thường, mà mình sẽ cắt toàn bộ cái thân cây, nhặt lá non, ngọn non, và chúng ta sẽ được một bữa rau bí xào tỏi ngọt bùi cho cả gia đình đổi món. Nếu trên vườn sân thượng mà muốn trồng rau bí để hái ngọn ăn thì phải trồng rất là nhiều thì mới đủ bữa. Nên là mình thỉnh thoảng mình trồng kiểu bí non như thế này cho nó nhanh. Đó, một rổ rau bí rất là to nha các bạn. Gia đình bạn nào mà thích ăn rau bí thì nhớ trồng thử cái cách này nha. Tiếp theo ạ, chúng ta sẽ cắt hai cái quả mướp già ở cái góc này để dành lấy hạt cho vụ sau và lấy sơ mướp làm bông tắm. Cây mướp này cằn lắm rồi ạ, vẫn còn một số quả ngắn ngắn mọc ra từ những cái nhánh phụ. Chắc mình sẽ không đợi đến những cái ngày quả cuối cùng nó trên cây nó già khô đi để hái đâu. Nên là chúng ta cứ hái dần. Và đó vậy, chúng ta có hai quả mướp, mình sẽ gác lên chỗ nào khô ráo để dành và dùng dần. Và cuối cùng thì các bạn hãy cùng với mình thu hái mướp đắng nhà. Đợt này trên dàn leo đứng, dàn leo ngang nhà mình chủ yếu là mướp đắng. Mấy năm nay mướp đắng trên vườn sân thượng nhà mình là cứ mọc tự nhiên, ngoảnh đi ngoảnh lại là cả vườn bây giờ. Chẳng hiểu tại sao toàn dây mướp đắng trăng khắp trốn. Nên là bữa vừa rồi là mình thu hái đâu đó phải đến 15 phút mới hết được cái mướp đắng ở trên vườn. Chủ yếu là mướp đắng rừng ạ. Một số cái quả mướp đắng thường là mình cảm giác là nó cũng bị lai tạp cái mướp đắng rừng một chút. Ngắn ngắn, bé bé, trông lạ lạ. Mướp đắng rừng này thì quả nó nhỏ, nó mi nhon vậy thôi. Chứ ăn rồi là bạn sẽ thích trồng nó ạ. Bởi vì ăn sống cũng ngon, xào cũng ngon và sấy lên pha trà cũng rất là ngon. Nghe nói là còn rất là bổ dưỡng nữa ạ. Và hãy cùng mình hái hết những cái quả mướp đắng nhỏ xinh này nha. Chúng ta hát một bài. Each time I try to get past.
fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. Before this, used to think I knew where to go. Now I see that there is so much I don't know. I lost count and my sense of direction. I am fighting against my own emotion. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. You just take up all the space in my mind. Come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. Đó, vậy là mình thu được một rổ đầy tận ngọn toàn là mướp đắng. Như vậy mới tốt ạ. Bởi vì mình cần một nhiều một chút để đủ sấy một mẻ. Mình mua cái loại máy sấy mini á, cái loại dùng cho gia đình thôi, nhưng có tận là đâu đến 6 khay. Nên là mỗi lần sấy là mình cũng cần khá nhiều. Mỗi lần sấy thì lại cũng khá là lâu. Nên là mình sấy vài quả thì chẳng bỏ công rồi bỏ của, không bỏ tiền điện. Ok rồi nha, chúng ta sẽ cùng nhau ngó qua cái thùng dưa lưới mình trồng ở góc vườn này. Mấy quả dưa trông khá đẹp mắt, như là một bầy lợn con. Và các bạn biết không, chúng là quả trên một gốc dưa lưới duy nhất mình trồng trong cái thùng đất này. Cả cây đậu được đâu đó 7 trái dưa tất cả. Mình không cắt ngọn, không tỉa lá, không tỉa quả gì hết cả. Toàn bộ quả dưa đậu trái là do ong bướm thụ phấn hộ. Mình cũng không để ý hoa cái, hoa đực nó nở khi nào, bởi vì cái thời điểm đó là trời nó mưa suốt. Sau một thời gian thì hai trái ở đầu tiên này ạ, cái hai trái chỗ này ạ, nó cứ dần dần nó teo nhỏ lại, không phát triển nữa và nó lụi đi. Hiện giờ thì cây còn 5 trái, một trái thì nhỏ hơn hẳn ạ. Cái trái dưa sau cùng thì trông lại hơi to hơn một chút. Nói chung là bốn quả dưa chỉ trông khá ổn áp. Và lý do mình kể lan man nãy giờ là mình mong muốn chia sẻ với các bạn cái cách mình trồng dưa vô lối như thế này. Bạn nào trồng dưa mà không có kinh nghiệm ngắt ngọn, chọn quả thì có thể trồng theo kiểu vô lối như mình. Bản thân mình trước khi trồng thì mình cũng không làm lại đất, không bón phân định kỳ, không phun xịt gì cả. Cả thùng đất trước là mình trồng đỗ cô ve leo vẫn còn khá tốt, nên là mình ươm một cái cây non vô. Sau đó đặt thêm hai thùng ủ rác tại chỗ phía ngoài. Cây dưa của mình là hoàn toàn dầm mưa dãi nắng 100%, mà đúng cái lúc mưa liên tục luôn, nên là gần như mình chẳng có tưới nước nhiều. Và cách của mình là mình sẽ để cho tự nhiên lựa chọn và loại bỏ những cái quả kém trên cây hộ mình. Vì nói thật, không biết mọi người như thế nào, chứ khi mà hái cái trái dưa nó còn nhỏ, chúng đang lớn phơi phới ra thế rồi,
đang phát triển rồi mà tự dưng mình ngắt bỏ chúng ra khỏi cành, mình thấy nó cứ tội tội rồi cũng tiếc tiếc. Vậy đó, đây là khi làm vườn thì mình nghiệm thấy là cái thuyết chọn lọc tự nhiên của cụ Darwin ấy, nó cứ chuẩn không cần chỉnh luôn. Nếu thấy mà tự tin, nếu bạn thấy tự tin thì hãy làm. Nếu mà chần chừ thì hãy để mẹ thiên nhiên sàng lọc. Và cái kiểu làm vườn vô lối này của mình thì nó được áp dụng rộng rãi trên rất nhiều loại cây trồng, chứ không riêng gì cái cây dưa lưới này nha các bạn. Vâng, vậy là sau này khi trồng dưa, nếu bạn không tự tin, ít kinh nghiệm trong việc đếm lá, đếm trèo, ngắm quả để ngắt bỏ, hãy thử trồng dưa theo kiểu vô lối như mình xem sao nha. Và tiếp theo các bạn hãy cùng mình làm lại cái thùng đất trồng này để trồng cây bưởi vào đây ạ. Mình đã từng có một cây đu đủ được khá là to, khá đẹp ở góc này. Ấy vậy mà sau đợt mưa dài ngày vừa rồi thì cây bị xoăn rồi vàng lá như kiểu là bệnh do virus đấy ạ. Các cái tàu lá cứ ngả vàng dần rồi héo rũ ra và cuối cùng cả ngọn là bị cháy khô. Đầu tiên là mình sẽ nhặt bỏ cái phần vật liệu che phủ phía trên thùng đất, nhổ những cái cây trên thùng này và dồn tất cả vào một cái chậu. Sau này mình sẽ sử dụng vật liệu này để lót đáy thùng luôn, làm lại đất. Mình cứ hay làm như thế ạ. Chỉ cần lấy các cái loại vật liệu che phủ ở phía trên hoặc lấy thêm một chút ở các cái thùng bên cạnh là đủ một mẻ lót đáy thùng. Và mình sẽ chặt cái cây đu đủ này luôn nha. Cây đu đủ này là mình đã trồng được khoảng hơn một năm và nó ra được khá nhiều hoa. Trên cây, thân cây thì rất là to và mình sẽ tái sinh nó. Mình sẽ chặt nó ra và mình sẽ tái sinh nó thành cái phân bón để nuôi đất và nuôi cây ở cái thùng cây mới trên vườn. Và việc đầu tiên là mình phải lôi toàn bộ cả rễ của cây lên thì mới đào đất ra được ạ. Ồ, mà đất trong thùng này là khá tơi xốp, bản thân mình thấy hơi bất ngờ. Những cái thùng đất trồng cây ăn trái lâu năm mà thường đất nó khá cằn luôn lắm ấy ạ. Chứng tỏ là trồng đu đủ là cũng không bị hại đất lắm nha các bạn. Công cuộc đào đất thì nó khá mất thời gian và mất sức. Ấy thế nên là những cái thùng đất to trên vườn nhà mình ấy, nhiều nhất là một năm mình làm lại đất một lần. Cái góc này là ngay lối lên từ tum thang nhà mình nên là mình thích trồng cái loại cây nó to to một chút để có bóng mát. Lần này mình chọn trồng cây bưởi vì hy vọng sau này khi leo lên mái lên vườn thì sẽ được dịp hít hà cái mùi hương hoa bưởi thơm dịu ngọt, mùi của cả tuổi thơ ấu của mình. Ngày xưa, ngày còn nhỏ là nhà mình có hai cây bưởi ở trước sân nhà cạnh cái ao luôn, suốt ngày leo lên leo xuống. Và mình còn đặt một thùng ong mặt ở góc đây nữa nên là cũng cần có một cái cây to cao cao một chút ạ, để tạo bóng râm tự nhiên và che nắng làm mát cho ong ở trên vườn. Và chúng ta xong rồi ạ. Mình đào được hai nửa bao đất cũ khá to ra, bây giờ mình lót đáy thùng luôn nha. Toàn bộ rễ cây đu đủ mình nhổ lên, rồi vật liệu che phủ, rồi các cái thân rễ của mấy cây dại mình trồng lúc trước, tất cả đổ cả vào đáy thùng. Tiếp đến là mình đổ thêm một thùng ủ rác tại chỗ trên vườn. Đã có một chút đất cũ ở phía trên ạ. Vậy thôi ạ, mình sẽ không thêm đất vào thùng bưởi này nữa. Bởi vì là cái cây bưởi mình mua đang có một cái bầu đất khá to rồi ạ. Bạn nào xem cái video mình chia sẻ cách mình trồng quất thì biết cái cách trồng cây ăn trái kiểu như thế này rồi đúng không ạ? Mình bây giờ hơi bị nghiện cái cách trồng cây mà không có xài nhiều đất như thế này lắm luôn ạ. Thấy cây phát triển rất là ổn, mà những cái thùng đất trồng trên mái nhà lại nhẹ, lanh, nhẹ tênh, vừa giảm tải cho sân thượng mà lại dễ bê đi kéo lại. Và đất cũ thì mình sẽ cho bớt đi, trên thùng trồng cây như thế này sau này mình chỉ cho thêm rác vào thôi ạ. Và các bạn có để ý là mình đã trồng cái gốc bưởi nó gọn vào một góc của thùng đất không ạ? Cái cách trồng cây ăn trái gọn một góc này là mình cũng mới phát hiện ra vô tình ạ. Và nó có khá nhiều cái hay. Đương nhiên cũng phải dựa trên cái vị trí thực tế của thùng đất trồng mà trên vườn nhà bạn nữa. Ví dụ như là nếu cây bưởi này mình trồng ra cái góc này thì nó sẽ có được cả cái không gian phía ngoài. Nó không ảnh hưởng, cái bóng của nó không ảnh hưởng đến những cái cây khác ở trong giàn leo của mình. Trước đây là như một tiềm thức ăn sâu trong đầu là bất kỳ khi mà trồng cây ăn trái nào thì mình hay trồng cây vào giữa chậu. Nhưng dạo này mình thấy trồng ở góc chậu cũng có cái hay. Và chỉ thế thôi ạ, sau này mình chỉ cần để ý là tưới thêm thật đẫm nước cho cây. Bởi vì trồng mà ít đất như thế này thì ban đầu cái khả năng giữ nước của thùng đất nó sẽ kém ạ, nó không tốt đâu ạ. Sau này khi mà rác nó phân hủy rồi thì cái tình trạng giữ nước nó sẽ được cải thiện dần dần. We'll be right back.
Cái hay của nó là mình có thể tận dụng cái khoảng không gian còn lại trên chậu đất để thiết kế một cái thùng ủ phân hữu cơ tại chỗ trên vườn. Một giải thép nhỏ như thế này, và mình sẽ quay lại ướm cho vừa cái thùng đất, dùng dây buộc lại. Và thế là xong ạ, chúng ta có một cái chuồng ủ phân khá lớn trên chậu đất trồng. Sau này vừa bón tưới cho cây, vừa ủ thêm được cái rác cho các cái để bón cho các cái thùng đất khác ở trên vườn. Và ngày ngày là mình chỉ cần thu gom bỏ rác vào cái chuồng thép này thôi. Mình tin rằng là rất nhanh sau đó thì mình sẽ có một cây bưởi xanh tốt và một mẻ phân ủ trên vườn sân thượng nhà mình. Và mình cũng xin được dừng video hôm nay tại đây. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình. Và sau mùng 2 tháng 9 thì chúng ta lại hẹn gặp nhau sớm nha. Xin chào các bạn nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye.